Quẹo lựa luôn các bạn ơi. Thì hiện tại bên mình đang bán tất cả các loại thức ăn cho hamster cũng như là đồ chơi nè, và lồng các kiểu luôn nha. Và các bạn nào cần mua gì cho các bé hamster nhà mình thì có thể ủng hộ mình bằng cách là vào cái đường link trang fanpage ở mình sẽ để ở dưới phần mô tả nha các bạn. Đó, và các bạn cần mua gì thì cứ inbox vào phía dưới đó đi, và mình sẽ gọi là báo giá cho các bạn trực tiếp luôn. Và những bạn nào ở gần khu vực Trà Vinh, ở gần shop mình á, thì các bạn có thể lên Google Maps và tìm chữ đất thú cưng, thì có để các bạn có thể tìm shop mình dễ dàng hơn nha. Còn đó những bạn nào mà ở xa nhà của mình á, thì các bạn có thể inbox trang fanpage ở phía dưới và mình sẽ gửi hàng đến tận nhà các bạn luôn nha, qua đường bưu điện hoặc là gửi xe cho các bạn cũng được nha. Và rất mong là các bạn sẽ ủng hộ shop của mình để mình có thêm chi phí mà làm nhiều video nữa cho các bạn xem. Rồi ok, và mời các bạn xem tiếp video của mình nha. Hello, xin chào các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Và hôm nay mình sẽ thực hiện một cái video và mình sẽ làm một cái sân chơi cho hamster bằng mút nha các bạn, bằng những hạt mút như thế này. Đó, mình có chuẩn bị một bọc mút rất là to như thế này. Đó. Và những bạn nào mà có chơi nhà banh rồi đó, thì các bạn cũng biết rồi đó, thì nó cũng sẽ tựa tựa như thế. Nhưng mà cái này mình làm cho hamster cho nên là nó sẽ khác một tí nha các bạn. Đó. Thì ở đây mình mua tổng cộng là 4 bịch mút như thế này nha các bạn. Đây, một bịch nhỏ như thế. Đó. Ở đây thì mình sẽ mua tổng cộng là 3 màu. Cái này là màu xanh biển nè, màu tím, đây là bịch màu tím nè các bạn. Đó. Thì mút như thế thì một bịch như thế là nó sẽ có giá là 13.000 nha các bạn. 13.000 một bịch nhỏ như thế này. Đấy. Thì mình thấy thì nó khá là mắc luôn đó các bạn. Đó. Mút này thì người ta sẽ để trong những cái hộp quà rồi á. Các bạn mà thấy những cái video bốc quà mà có mút đồ trọng các kiểu đó thì người ta sẽ sử dụng cho cái loại trong hộp quà đó. Ok, mình mua 4 bịch mà mình nghĩ là 4 bịch này nó sẽ đủ rồi. Đó, cho nên là mình mua 4 bịch thôi. Và ở đây mình sẽ có hai miếng mút như thế này nha các bạn. Để mình một tí nữa mình sẽ làm một số món đồ chơi cho nó chơi nữa. Và ở đây thì mình có sử dụng một cái khay mút như thế này mình đã làm sẵn rồi để làm cái sân chơi cho nó. Và mình sẽ đổ mút vào đây để cho nó đừng có rơi ra ngoài. Đây mình có sử dụng chuẩn bị sẵn một con kéo, một con dao nè. Và những cái thanh gỗ như thế để làm đồ chơi cho nó. Đấy, mình làm cầu trượt đồ các kiểu luôn. Và ở đây có một cây thước bằng nhựa nè. Một... này là keo nến. Đó, keo nến đây một tí nữa mình dán cho nó dễ. Và keo nến thì chắc chắn là có súng bắn keo nè. Và một cái miếng cạc tông. Đó, miếng giấy cứng như thế này để mình có thể làm cầu tuột rồi cho nó chơi nha. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Và mình làm xong thì mình sẽ tất nhiên là mình sẽ để cho mấy con chuột mình nó vào chơi thử. Và mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Ok, và nếu như mà các bạn thấy video này hay và thú vị thì các bạn hãy để lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video nữa cho các bạn xem nha. Rồi, ok.
Ok các bạn ơi, thì hiện tại là mình đang làm xong rồi nè. Đó, mình đã làm xong một cái sân chơi mà bằng rất là nhiều hạt mút như thế này cho mấy con chuột hamster của mình nha các bạn. Đó. Ok, thì trong này á, thì theo mình đoán á, là nó cỡ khoảng đâu đó là cả 100.000 hạt mút đó các bạn. Đó, rất là nhiều hạt mút như thế này luôn. Đó. Và mình có làm thêm đồ chơi cho nó nè, để ví dụ như là cầu tuột nè. Đó, ở trên này thì có một cái cầu nè. Đó, và một cái đường ống mình làm bằng chai nhựa như thế này. Đấy. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ để mấy con chuột của mình vào đây cho nó chơi thử nha. Và mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Ok, đấy rất là nhiều mút luôn. Đó, và mút này là hamster, nó không có ăn nha các bạn. Nó nghe mùi nó sẽ không có ăn đâu. Ok, còn đây là hai con chuột Winter White của mình. Đó, hai con chuột này mình sẽ để vào cho nó chơi thử trước. Ok, hai con chuột này là loại nhỏ thôi. Tại vì cái sân chơi này mình làm nói chung là nó cũng vừa thôi các bạn. Cho nên là mình không có để con bia vào được. Mình chỉ để vừa hai cái con này vàng chanh với lại sóc này thôi. Ok. Đấy. Đó, thấy nó mới vào thì nó hơi lạ nghe các bạn. Rồi và bây giờ mình sẽ để cái con sóc này vào luôn. Đây, con hamster sóc nè. Đó. Và mình sẽ quay một lần nữa cho các bạn xem luôn nha. Ok, con này nó đang chơi nè các bạn. Đó, rất là vui luôn, thấy nó chơi rất là vui luôn các bạn. Ok. Rồi và bây giờ mình sẽ quay trong quá trình mà nó chơi như thế nào á, thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha.